Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi con game trên iPad này. Rồi 12 tựa game đi. Bắt đầu à? Tôm ngôn răn đi. Game. Chơi lâu à? Yes. Bắt đầu nha các bạn nha, go. À, mình đang chơi nhân vật là chú cún. Ôi, đã đánh chú thu rồi. Qua đánh chú thu ngập mồm luôn. Ôi, hôm nay nhiều xe đấy nhỉ. À, ăn được một quả pháo á. Pháo này tí nó phá cái sắt. Đấy, khai điểm đây rồi. Khai vàng. Cái gì đây? Một cái mỏ à. Một cái... để đào vàng. Có cái gì nhỉ? À, qua là thu nhập đổi quà. Ừ, con gấu mèo đâu hết rồi nhỉ? Đây rồi. Mình chạy đi đâu con này? À, mình bon được các bạn. À, dám giả xả rác ra được phố rồi con này. Đánh chết này. Em nhặt cái quả bom này đáp lên xe của con này. Sắp chết chưa? À, nó bay lên rồi các bạn. Mình sẽ cũng đi máy bay lên. Đám chạy à? Mày quá. Ui tòi. Ok, dục máy bay rồi các bạn ạ. Nó lại nhảy dù xuống đất rồi. 500 vàng luôn. À đây rồi, ăn mũ bảo hiểm rồi. Ôi chết rồi, ăn được cái 500 rồi. Đây, mình đi xuống hầm này đi. Đổi map. Qua map khác. À, đây rồi, map yêu thích rồi. Đây, map Italy. Bay lên. Bay lên nào.
lại cho tôi một cái rìu. Tắp này chơi sướng cái mắt đường phố ấy. Đây, là em khai điểm. Mũ là con điện à. Ui dồi, may có mũ bảo hiểm. Rồi, chơi bắt đầu. Rồi thì em chuyển tựa game khác. Game Tom Hero rồi. Tắt mạng chưa? Tắt rồi. Đó game à. Ồ, cái gì đây? Một cái thanh nhạc à? Chết này, em gấu mèo này. Em bay bức tường này. Đây, đã bắt đầu nhảy nhà cao tầng này. Chết hết. Đây rồi, ăn cái 500 này các bạn ạ. Ăn ít chai vàng này. Đấy, rất nhiều tiền. Đó chưa, chết hết bọn này luôn. Đây, mình sẽ ăn cái khiên bảo vệ này. Các bạn Superman đấm bay bức tường này luôn. Lại nhảy lên cái nhà này. Bùi chạy nhanh thế. Nào đu dây nào. Ta-da. Đu dây thế nào. Ôi, cái đó mở nó cái phép ạ. Cái chữ cái phép này. Bắt đầu nhảy qua bánh rồng à. Mình dùng chữ dê bắn chết hết bọn này. Rồi bắt đầu nhảy nhanh rồi đấy. Lên
bán. Rồi mình thể đánh lên nào, bắn chết hết bọn này luôn. Đi xuống là bán đây rồi, bạn nhảy lên nóc nhà bay nào. Bay tiếp nào. Đứng chặn đường à, cái này tấm bay bức tường chết hết. Anh chơi phép là sức mạnh Superman, cú đâm sấm sét. Đây rồi, 500 mèo rồi. Chết bắt rồi, ok. Để chuyển sang game khác. Game tiếp theo là Tom Friend. Mèo Tom và những người bạn. À, ngày thứ 104 rồi. Được cộng 1500 cái thẻ bài. Ok. À, mấy bạn này đang chơi bóng này. À, bạn này cũng muốn chơi bóng à. Đây, bóng ở đây. Bóng đâu ở đây. Bóng đây. Ô, bạn này bị ốm rồi, mình cho bạn này đi uống thuốc à. Thuốc đâu rồi, đây, tủ thuốc đây rồi. Sổ mũi. Uống thuốc hon luôn. Ok, bây giờ khởi ốm xong muốn chơi bóng rổ đúng không? Cho ra chơi bóng rổ. Ô. Bạn này đói, mình cho bạn này lên đây. Ui, này bẩn quá, đi tắm à. Tắm Đây làm gì đây? Đây mới chơi game à? Ngồi để ăn rồi chơi game. Một thanh cola, một quả táo này, ăn kiwi này, ăn quả dứa. Không ăn được à? Rồi, hai bạn này no rồi, ok. À, bạn này muốn chơi guitar. Guitar rồi. Rồi, chơi tạm đàn piano đi. Này muốn chơi cờ à? Cờ đâu rồi? Đây, đang ngồi chơi. Chơi ông nhòm ở đây, ông nhòm đây. À, cho bạn này vẽ tranh. À đây, bàn cờ đây rồi. Ở đây cho mấy bạn này chơi.
À, mình sẽ lên xe đi du lịch. Đi đâu bây giờ nhờ? À, đi nhà bóng đi. À, xem hôm nay có gì nào. Ôi, một hạt giống cây trồng à? Phô mai vàng. Một cái mũi tiêm này. Một con chuột. Ok. Tiếp theo à, đi nhà chanh đi. Được vàng này. Bánh. Ui, được một cái tivi chơi game mới các bạn. Ok. Lại một cái kim tiền. Một cái mic. Ok. Mình sẽ cài cái này vào luôn. Tivi khá là đẹp. Ok. Đây là cái gì đây? À, đây là một bức ảnh mình vừa chụp xong. À, cho bạn này chơi game con mèo. Ôi, bạn này muốn đi vệ sinh rồi. Cho bạn này đi vệ sinh. Đây. Nào, đi chơi game nào. Đây chơi. Chơi game ném bóng đi. À, bắt đầu chơi game ném bóng nhá. À, ném. Ui, vỡ luôn. Tiếp tục. Ui, lại bị ném tiếp. À, bạn mèo vàng này đen quá. À, chơi tiếp à. Nào, xem ai xem bị vỡ này. Chưa vỡ, chưa vỡ. Bạn này đen quá. À, tiếp tục với game. Với game này đi. Với game nhảy nhảy này. Còn hai bạn này thôi. Còn một bạn này thôi. Nào nào. Tăng tốc lên. Bạn chậm quá. Nữa đi. Không vấn đề, không sao, vẫn nhảy được, vẫn đỉnh luôn. Không, chiến thắng rồi. À, mình sẽ chơi trò giật dây. Giật. À, đến bạn này nè. Ok, đây là bạn mèo siêu nhân. Bạn này bị cuốn hết cây rồi. Lại dậy đất. Ok. Chuyển ném bóng tiếp nha. Chuyển ném bóng à, em ai bị. Nhanh 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 nhanh. To lắm rồi. Đột bạn. Tiếp tục à. Ném nhanh, ném nhanh. Ai bị đây. Đã bạn mèo vàng à. Tiếp tục à. Còn một quả nữa. Ok. Lại được 425 mảnh ghép tiếp. Bạn này muốn chơi gì đây? Cái này là cái gì? Đây. Cho chơi cái trò này. À, cho bạn này đi quét nhà. Đây, quét nhà đi. Ấm Ok, mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tôm Zeki 2.
đua mèo tôm đua xuống máy. Ngày đầu tiên bạn Lách nhận được 50 vàng. Rồi, mình sẽ chơi bạn mèo tôm này đi. Bắt đầu. Khởi đầu siêu tốc. Bởi vì mình đang dẫn đầu. Bạn cún này đang nhanh nhanh vượt mình. Vượt luôn. Vượt tôi à? Vượt à? Làm sao vượt được? Ăn cái hỏi chấm này. Mình vừa ăn được một cái tàu ngầm. Đi nhanh hơn luôn. Ôi chết rồi. Ô bị vượt rồi. Ô thế là mình được cấp 2 rồi. Rồi đưa lại. Xây nhà đi. Mình đang có 1.000 vàng. Xây nâng cấp cái nhà này lên. Làm cái villa bờ biển. Tiếp tục nào. Đẹp luôn. Xây tiếp. Hết tiền mất rồi. Rồi đi đua lấy tiền tiếp. Mở cái hòm này nè. Đua lấy tiền rồi. Về xây nhà. Khởi đầu siêu tốc nha các bạn nhá. Bắt đầu. Bay nào. Mình sẽ đi để cho đi nhanh hơn. Ăn cái hỏi chấm này. Lại được tàu ngầm. May quá. Vượt được một bạn rồi. Vượt tiếp nào. Ok, hiện tại mình đã top 1 rồi. Lên máng trượt luôn. Ok, vậy là đã top 1. Được một cái hòm này. Được cái hòm. Ui, lại được một cái xuồng mới. Mình sẽ đổi nha. Đua cho nó. Xuồng hình dưa hấu luôn. Đua luôn. Kiếm cái top 1. Lên tiền về xây nhà nào. Xuồng này có vẻ chạy hơi chậm. Đây rồi, đây rồi. Tăng tốc. Bay nào. Đây, lại nhảy vào cái này. Lại được top 1 rồi các bạn ạ. Ăn đi hỏi chấm này. Hỏi chấm được cái 2 tốc độ rồi. Lại top 1. Top 1 là dễ. Lại được một cái hòm tiếp. Sắp đủ tiền xây nhà tiếp rồi. Một cái nữa, top 1 này. Khởi động siêu tốc. Ôi, con sứa này là cái gì đây nhỉ? Bay lên. Biến bé. Ôi chết rồi. Hai bạn này đi nhanh thế nhỉ. Tăng tốc.
cửa thì nhanh quá. Bọn sứa. Ồ, trận này top 2 rồi. Ra, ăn đủ tiền xây nhà. Update cái nhà nào. Ok, đã hoàn thành cái villa bãi biển. Ở cái hòm à. Ok, mình chuyển sang tựa game tiếp theo. Game đua tàu lửa Google Tomat. À, bắt đầu vào game. Solo với ai đây? Mình là tàu lửa Tomat. À, và đua nào. À, Tomat đua, Tomat bé đua mấy Tomat lớn à? À, mình đua đây. Đi qua một cái nông trại. Ui. Bắt đầu. Tăng tốc. À. Đi nhanh như phải lát luôn. Con kia to làm sao đuổi được mình. Mình bé này đi nhanh. Tao lừa con Santo chứ không luôn. À, tiếp tục tăng tốc. Ok, về đích top 1 rồi. Trận này top 1 rất dễ. Vậy gì? Tiếp tục à. Vừa mới... Ở đây. Đối với Tizo à? Ok, bắt nghe mát đấy. Bắt đầu siêu tốc à? Go! Ủa, thằng này biết đua ấy, biết chơi điện tử ấy. À, tăng tốc. Đua với tèo. À, Santo. Lộn một vòng. Ui giời, quá đỉnh luôn. Tiếp tục, tăng tốc. Tuổi gì lại top 1. Tưởng thế nào cơ. Này không biết trận tử rồi thằng này. Kém quá. Lại top 1. Mình sắp lắp thành. Lắp xong cái bánh răng này rồi. Lắp xong bánh răng này chắc là cực quả. Tiếp nào. Tommy à? Được. Phải đâu siêu tốc nào. Thằng này cũng biết chơi điện tử ấy. Cũng biết khởi đầu siêu tốc. Tăng tốc nào. Lộ một vòng. Qua được luôn. Lên ga về số lại tăng tốc à. Lại top 1. Quá dễ. Tomat Green. Ok. Đã lắp xong cái bánh răng. À, con này mình sẽ update nâng cấp tốc độ lên. Đua cho nó đỉnh. Nâng cấp tốc độ lên. Ok. Con này đi nhanh hơn đấy. Tàu này hơi bị màu mè.
Là màu à? Và này cho xem tốc độ mới. À, tuổi gì? Ủa thằng này chạy nhanh thế. Nhưng mà không có tuổi mình các bạn ạ. Lại Santo nào. Một vào. Tuổi gì? Lên ga về số. Về đích luôn. Quá dễ. Win top 1 liên tục này. Ok, chuyển sang game tiếp theo. Game chú mèo Bubu. Ờ, con mèo này bẩn thế. Đi tắm rồi đi ăn. Mẹ cho bạn mèo đi tắm nhé các bạn. Rồi, phòng tắm đâu rồi nhỉ? Đây, phòng tắm đây rồi. À, tắm sạch sẽ rồi đi ăn nào. Nào, xả nước. Ok, sạch sẽ rồi. Nào, rửa tay rồi mới đi ăn nhá. Các bạn nhớ, các bạn nhỏ nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. À, xoa đều hai tay. À, ok, xả nước. Ừ, này vẫn bạn. Ok, Sài Gòn. Ok. Giảm nước vệ sinh à. Được, tiếp theo mình sẽ cho bạn này đi ăn. Ăn gì đây? Ồ, mình hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Mình sẽ phải đi chợ mua đồ ăn. Hết sạch đồ ăn rồi. À, đây. Mua mấy cốc nước, mấy cái bánh. Đây là được chữ lương thực Covid cô vùng này. Tí hết sạch chợ. Một cái bánh. Một cốc nước. Làm cốc trà chanh. Làm tí dumping à. Cho nó phê. Ờ, vẫn chưa no à. Cho nó làm thêm tí. Ôi, đã cốc trà chanh vào. Buồn vệ sinh quá. Đi vệ sinh. Ok, đi xong nhớ xả nước. Ui, rồi muỗi bầu nhiều thế. Ok rồi. Cho đi ăn nha. À, chết, bạn này ăn khỏe quá. Làm cắt hết 7 cái bánh. 3 cốc trà chanh. Ôi, mắt díu thế. Mới làm tí dumping mà mắt díu thế không biết. Giờ đi chơi game. À, ra phòng khách chơi game. Quay à, xem được cái gì. À, cái gì đây. Ok, được một cái lọ vim. À, đánh gôn đi. Ôi, buồn ngủ à, làm viên thuốc ngủ của tỉnh. Ăn no xong phải đánh gôn. Ui, đánh trượt rồi, không ra. Thế 50 quý tộc. Vào, ok, một quả. Ui, trượt rồi, không sao. Đi nhặt bóng lại đây. Đánh này phải có một thằng nhặt bóng mới đúng chứ nhỉ. Ok, vào.
Mà này khó ấy. Ok, tiếp vào tiếp. Đấm bè. Đây cái map này. Quá dễ. Vào luôn. Cái này khó à. Mạnh mạnh tí. Ui hồ, trượt rồi, mạnh quá. Ui, vẫn mạnh quá. Đúng mình đất mới được. Ồ, này lại nhẹ quá các bạn ạ. Mình sẽ đánh lại. Quả này không bao là thua. Vào chưa? Ủa, con này khó à? Ừ, thiếu tí lực nữa được. Làm lại. Ok, vào. Mình còn bao quả bóng nữa. Ui, mạnh quá. Ui, mạnh thế nhỉ. Cái này khó ấy. Cái nhẹ thôi, đây rồi. Ok. Hết bóng bắt đầu các bạn ạ. Còn có quả không? Còn này vào không? Vào, 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 vào. À, mày vẫn được. Ồ, chết rồi, mạnh quá. Ồ, hết bóng chơi rồi. Thua các bạn ạ. À, chơi game khác. Cho bạn cá này ra. Ồ, để bạn cá này tí chết mất. À, các bạn nhớ vắt rác và thùng rác nhá, không được để bừa bộn bẩn như bạn mèo bu bu này. Ơ, bật điện lên, sợ tắt điện đi. Rồi mình sẽ cho bạn mèo bu bu này đi ngủ. Chơi gôn xong buồn ngủ quá, tắt đèn đi. Ngủ rồi. Ok, bây giờ game tiếp theo. Game Book Builder. Game này là game thư giãn. Bắt đầu nào. À, thăm mây à? Đây, cho màu này đi. Đây, cho màu cam nữa. Ok, cho màu vàng à. Tiếp tục, xanh lá cây. Ba sọc. Vô tất cả hoa này. Nó sẽ nhặt trời. Ok, màu cuối cùng một tím à. Màu này như kiểu LGBT luôn. Ok, hoàn thành. À, một con nhện. Con nhện LGBT. Cho đội cái mũ à. À, ăn mấy viên thạch. Tắm nha, ăn xong mệt quá. Tắm cho sạch. Ok, sạch rồi. Chụp kiểu ảnh.
À, dán lên tường luôn. Ô, con nhện lại để ra một cục khác các bạn ạ. Con này là con gì đây? Đây, mình sẽ tô màu vàng, à, màu hồng đi. Màu hồng trên đây. Con này giống con mèo. Ok, xanh lá ở đây. À, tiếp theo màu xanh này đi. Cho tô ở giữa. Cái miệng màu xanh xanh. À, tiếp tục màu cam đi. Cam tô đây. Bên này cho màu tím đi. Ừ, cái miệng màu xanh mát à? Để cho tô lại. Ok. Hoàn thành. À, đập trứng nha, xem con này là con gì. À, lại là con nhện. Cho đội cái mũ hề này. Lại ăn mấy viên thạch này. Bạn ơi, tắm nha. Người đâu kỳ cục ăn bẩn thế. Chụp kiểu anh. Ok. Ừ, lại đẩy ra một con nữa à. Con này con gì đây? À. Con này con ong các bạn ạ. À, lại đẩy ra con bướm, con ong lại đẩy ra con bướm. À, bướm mình chỉ cần chấm chấm này thôi. Như kiểu bướm đêm luôn. Chấm vầy mới đẹp à, hơi giống mỹ sida tí mà làm sao. Phải nhiều màu vàng mới đẹp. Và tí màu vàng, màu hồng, màu xanh lá đi. Làm tí đúng đố. Ok. Tập trước nào. Xem con này con gì. À, đúng con bướm thật. À, cho đội cái mũ hồng. Cho nó tính. Để ăn mấy viên kẹo này. Nào, lau miệng. Ok, Sài Gòn các bạn ạ. Chụp kiểu anh à, cười lên. Ok. Rồi, đây là tựa game tiếp theo. Game cà phê nhà hàng đi. Buôn bán tí, dạo này ế ẩm quá. Baby bus. Baby bus. Nhà hàng cà phê. Không phê không lấy tiền. Khách hàng đến rồi. Một bạn Hà Mã. Đây. Hai bạn ngồi đây. Bạn Hà Mã với bạn Cáo à. Xin chào, từng muốn gọi món. Chào bạn. Bạn dùng gì? Đồ uống ở đây rất ngon. À, bạn uống một cốc soda à? Chào từ xin một cốc soda. Soda đâu rồi? Đây. Chào tớ bánh ngọt. Bánh ngọt à? Ăn bánh ngọt không tốt đâu nha, bạn Hà Mẹ. Đây là món ăn quý khách mà. À, làm bánh mới làm nước, trước làm bánh tiên, trước. Hãy trộn nguyên liệu lại với nhau. Mình sẽ bật cái công tắc này lên, đánh trứng. Nó đều vào. Ok. Tiếp
theo à. Cho bánh ra khay. À, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ok. À, công việc tiếp theo. Cho vào lò nướng. Bật tối đa. Rồi, bánh nở lên rồi. Ok, anh đã chín. Bây giờ mình sẽ trang trí nha. Vẽ một cái bông hoa ở đây. Ok, cho quả dâu vào. Mình làm sinh tố gì bây giờ nhỉ? Cho ít quả lê. Ít dưa gang. Kiwi. Ít kiwi. Tớ muốn làm sinh tố ngay bây giờ. Được, cho vào đây xay. Nào, đóng nắp vào. Đóng nắp. Bật công tắc. À, phải bấm liên tục. Bấm yên à. Sinh tố hoàn thành rồi. Nhanh ấy. Nếu bỏ rồi thì đá vào uống nhau mát. Cuối cùng thì cũng làm xong món sinh tố hoa quả ngon tuyệt. Ok. Món ăn quý khách vừa có sinh tố hoa quả. Ồ, các bạn đây. Xin mời vào. Khách hàng đến à, rồi. Lại một bạn Hà Mã đến. Bạn này chắc là bạn của bạn này. Ngồi đây nhá. Đợi mình tí. Mình lấy menu cho các bạn. À, bạn dùng gì? Có những món ăn nào? Mình có bánh sandwich với cả kem nhá. Tôi muốn ăn kem. À, kem gì đây? Kem đây. Cho tớ bánh sandwich. Sandwich à? Có luôn. Đây. Buồn lái lè. Đây là món ăn quý khách vừa gọi. Hãy. Ừ. Làm wow. Kem à? Ốc tí này. Thật là ngon quá. Làm tí màu hồng này. Màu xanh này. Đây, làm tí màu thập cẩm này đi. Làm kem thập cẩm. Ok. Nếu cho thêm siro vào thì sẽ cho ít sô cô la vào không? Ăn cho nó nóng. Hãy rắc đồ trang trí đẹp mắt lên nào. Đây, cho tí đường vào. Thêm quả dâu, ok. Kem ngon và ngọt ngào đã hoàn thành rồi. Đây là món ăn quý khách vừa gọi. Làm bánh sandwich nào, cho bánh mì vào nướng. Bấm nút. Bấm nút nào. Ok. Bánh chín rồi. Wow, tớ thích nước sốt mayo nhất. Cho tí nước sốt vào. Ở đây đầy ắp các loại thức ăn tươi ngon nhất. Salad. Cho ít salad này. Thịt xông khói. Thịt cà này. Chua. Cà chua. Tầng 2. Đổ đi, cho cà chua trước. Thịt lên. Xông khói, xà lách. Ok. Hoàn thành xong món sandwich, ngon tuyệt rồi. Bánh này mình bán có 5.000 cái thôi, các bạn đến ăn nhiều vào. Đây, bánh của bạn đây. Sandwich, 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 kem. Xin mời vào, ok. Khách hàng đến rồi. Cảm ơn các bạn đã đến nhà hàng. À, hai bạn này ăn xong rồi, tính tiền. Mình sẽ dọn bàn. Lau bàn đi, bẩn quá. Ok. Hôm nay mình sẽ bán hàng đây không? Mình đang chuyển sang game khác. Ở đây, dọn nốt hai bàn này. Ăn ở đây thật là ngon. Đây là dọn quán thôi. Ok. Hôm nay tạm thời bán đây thôi nhá bạn Cú nhá. Ngày mai quay lại. Mình đóng cửa quán này. À, chuyển sang game khác à. Game lái xe tải đi. À. Rồi, lái máy xúc đi. Mình sẽ đổ tuyết trong đây cho bạn Cún này bạn đi chở. Ok. Dù xe lại còn có cả đèn nháy xịn thật. Hello bạn robot. Ôi ơi, đường sập đành quá. À đây đến rồi. À, mình đang nhận thi công một cái tòa lâu đài tuyết.
Ok. Đây, làm cái máy này đi. Đấy, tuyết cho nhanh. Ok, xe đầy rồi các bạn ạ. Không được chở quá, chở nhiều quá công an bắt. À, đã còn gặp quả tuyết đây. Mình đủ lên cho to. À, bị vướng cái hộp này rồi. Làm sao vẫn đi được. Đây rồi, đến công trình rồi. Em đổ đây nha anh nhá. Đây, ok. À, chỗ này chắc khoảng 2 khối tuyết nữa là đầy rồi. Làm cái máy xúc đi. Một gầu à. Hai gầu. Ok, đầy rồi đấy. Đi nhá. Lại gặp cục tuyết đây. Bọn này thi công đường láo thật. Không dọn sạch gì cả. Đây rồi, đến công trình rồi các bạn ạ. Ở đây nhá, anh nhá. Ok. Ồ, chỗ này chắc phải 2 khối nó mới đầy. Làm cái máy đào này đi. À. Ok, đây rồi. Đi rồi. Nhanh nào. À, nhanh này công an, sợ công an bắt á. Ở đây đến rồi. Này mày. Ờ, thiếu khối nữa. Đúng chuẩn chuẩn. Máy ủi đi. Làm cái máy ủi cho nhanh. Hai ủi đầy xe. Ok. Đây rồi. Nào, lên ga về số phóng lên luôn. Cho kịp tiến độ công trình. Ok. Công trình lâu đài tuyết của mình đã xong. Bạn nào có nhu cầu xây nhà các thứ thì cứ liên hệ mình. Là mấy gam khói ở đây trang trí nhà cho khách cho đẹp. Cắm lá cờ trên này. Làm cái chung cửa. Đây rồi, qua cửa vào đây rồi. Ok. Mình sẽ kết thúc công trình đây. Ngày mai lại xây cái khác. Ok, đây là nghiệm thu công trình cho anh chim cánh cụt. Mình đã chuyển sang tựa game tiếp theo. Lái xe buýt đi. Game này là của Dr. Panda, bác sĩ gấu trúc. Bạn này làm nhiều nghề á. Hết bác sĩ làm neo lại đi lái xe buýt. Hello bạn khỉ. À, bạn khỉ lên xe đi. Đây, cho bạn khỉ ngồi đây. Ok, mình sẽ đi đến điểm tiếp theo. À, có bạn gấu bắc cực à, bạn mèo trồn với bạn bò. Lên xe đi bạn ơi. Ngồi đây. Ok, lên số. Nghe số 2 đi cho nhanh. Ôi, gờ giảm tốc. Gặp gờ giảm tốc các bạn phải đi từ từ ạ. Không thì khách bị sóc. Ok, lên số 3. Ủa, đi qua một cái hầm cầu vòng. À, bạn voi bảo là say xe đi chậm à. Ok. À, đi từ từ ạ. Đón Hà Mã. Lên xe đi bạn ơi.
À, cái này là mình sơn xe. Sơn tí màu đỏ. Đây, cánh bên này mình sơn đỏ hết. Đây này sơn màu xanh đi. Màu xanh này cho giống cơ giáp. Đây, màu đỏ sơn đây nữa, đuôi xe. Ok, đầu xe mình cho quả màu hồng, màu hường cho nó mộng mơ. Nóc xe là một quả màu xám đi, trắng này. Đuôi xe cũng màu trắng luôn. Ok, bắt đầu đi. Bạn Hà Mã lên xe. Tít tít mấy con chim này, tránh đường tránh đường. Xe đang chở khách. Rồi lại gặp một cái gờ giảm tốc. Đi tiếp. Ôi hết xăng rồi, đi bơm xăng đấy. Bơm xăng cái này à. Anh cho em đầy bình, em đổ xăng 95 thôi. 92 rẻ quá. 95 cho đầy bình. Ok. Đây rồi à. Tiếp tục. Có gì thanh toán sau nhá. Đi. Điểm tiếp theo là chợ Đông Ngũ nhá. Anh em nào xuống thì nhớ bấm. Ui rồi, bạn khỉ này, qua đường không nhìn đường gì cả. Ok. Đi tiếp. Giảm tốc. Đây rồi, đến chợ Đông Ngũ đây rồi. Bạn nào xuống? Đây, cho bạn bò ngồi đây. Ok. Ok, mình sẽ kết thúc game lái xe buýt tại đây. Đổi sang game khác. Chơi game nhà này đi. Game này cũng của Dr. Panda. Bật cáo lau kính này. Ok, bắt đầu nào. Mình sẽ đánh răng cho bạn voi. Ok, răng trắng rồi, súc miệng phát. Đẹp rồi, ok. Bắt đầu đi dọn nhà nhá. Đây còn một bạn voi. Bạn này muốn làm gì đây? Nấu đồ ăn sáng. Cho bánh vào. Cho ra đĩa. Làm cốc sữa. Ok, ăn bánh uống sữa thôi, sáng chỉ cần ăn thế thôi. Làm thêm cốc cà phê đi. Cho nó tỉnh táo.
Ok. Ăn thiếu, ăn nhiều, béo ấy. À đây, tầng 3 này có bạn mèo chồn. Gấu mèo. Làm gì? Thay quần áo chuẩn bị đi chơi đúng không? Đây, mặc bộ cắt từ này đi. Làm đôi giày đỏ đỏ này. Ok. Thế thôi, mặc thế thôi. Mặc nhen cưới chỉ cần mặc này thôi. Hoàn thành. À, được 1 đồng xu cho con lợn tiết kiệm. À, bạn mèo này hôm nay làm gì đây? À, hôm nay là sẽ đánh rửa cái bồn rửa tay này. Ui, bận quá, này chắc phải mấy tháng không đánh rồi. Sạch rồi, ok. À, tiếp theo đến bạn voi. Bạn voi này chắc vừa đổ bánh xuống sàn rồi, bẩn quá.